Công ty trách nhiệm hữu hạn Forkids xin giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm, đó là bộ cờ đua máy bài. Ở phần bàn cờ, chúng ta sẽ có được hai bộ cờ. Bộ cờ thứ nhất là cờ đua máy bay mà tôi sẽ hướng dẫn luật chơi. Bộ cờ thứ hai là một bộ cờ truyền thống mà tất cả mọi người, gần như tất cả mọi người đều biết cách chơi, đó là bộ cờ đua cá ngựa. Bộ cờ này dành cho từ 2 cho đến 4 người chơi. Ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có 4 màu. Ở mỗi một cái chỗ ô mình đều có một cái chữ gọi là xuất phát. Số 6 hoặc số 1 là ưu tiên. Thì các bạn được điều một máy bay từ sân bay đến điểm xuất phát. Nếu quân cờ màu xanh lá cây đến ngay cái điểm tròn này cũng là màu xanh lá cây, thì đương nhiên được bay đến màu xanh lá cây kế tiếp. Bạn được quyền đưa thêm một máy bay đến điểm xuất phát, đè chồng lên máy bay thứ nhất. Và khi các bạn đổ được số 3 chẳng hạn, thì các bạn có hai phương án. Một là các bạn cầm cả hai quân cờ cùng đi, 1, 2, 3. Hoặc các bạn cầm, có thể một cầm một quân cờ đi, 1, 2, 3. Nếu các bạn đổ được số 5 thì một máy bay sẽ đi bay theo chiều kim đồng hồ, 1, 2, 3, 4, 5. Vì luật chơi như hồi nãy tôi mới vừa giới thiệu là đã đến màu xanh lá cây, thì các bạn đương nhiên được bay đến màu xanh lá cây kế tiếp là điểm này. Như các bạn thấy ở ngay điểm này vẽ hình một cái hỏa tiễn, xem như là máy bay này bị bắn rơi và phải đưa trở về sân bay. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đến điểm này thì các bạn được bay tắt qua bên đây. Các bạn sẽ tiết kiệm được 11 bước. Màu xanh lá cây đổ được số 3 thì được quyền bay ngang qua máy bay màu đỏ. 1, 2, 3. Chúng ta đi nha. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thấy rằng ở đây đó là hai máy bay đã đứng cùng một vị trí. Nhưng màu của máy bay nào thì máy bay đó sẽ được ưu tiên. Do đó ở trường hợp này, bạn xanh lá cây khi đến điểm này thì phải chấp nhận bị rơi trở về sân bay. 1, 2, 3. Trường hợp này bởi vì màu cam không phải là màu ưu tiên của bạn xanh lá cây, do đó máy bay xanh lá cây phải trở về sân bay. Bạn đỏ đương nhiên thế chỗ vào ô màu cam. Về việc xuất phát, cờ đua máy bay có một luật chơi, đó là nếu các bạn đổ 3 lần ưu tiên thì các bạn sẽ bị đưa máy bay tham gia vào 3 lần ưu tiên đó trở về sân bay. Tôi xin nêu ví dụ. Lần thứ nhất các bạn đổ số 1, các bạn đưa một quân cờ ra điểm xuất phát. Lần thứ hai các bạn đổ số 6 cũng là ưu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lần thứ ba các bạn đổ lại được một số 1 nữa. Thì đối với cờ đua cá ngựa thì ở đây các bạn được quyền tiếp tục đi một bước và lại tiếp tục đổ thêm, bởi vì các bạn đang là ở lượt ưu tiên. Nhưng đối với lại cờ đua máy bay thì đây là lần thứ ba các bạn được ưu tiên, các bạn sẽ không được ưu tiên mà các bạn sẽ trở về sân bay. Là nếu các bạn sử dụng hai quân cờ trong 3 lượt ưu tiên thì các bạn cũng sẽ phải đưa hai quân cờ trở về sân bay. Việc đổ 3 lần ưu tiên không áp dụng cho những máy bay đang ở vùng bay an toàn, là những vùng dọc như thế này thì sẽ không áp dụng quyền đó. Luật về đích như sau: 4 máy bay nếu chồng lên nhau tại vị trí này, bạn sẽ là người thắng cuộc.